Quý vị, liên quan đến vụ nhóm người tấn công trụ sở công an xã tại tỉnh Đắk Lắk vào sáng sớm 11 tháng 6 năm 2023, theo thông tấn xã Việt Nam, hiện tại với sự chỉ đạo của Bộ Công an và tỉnh ủy Đắk Lắk, các mũi truy bắt gồm lực lượng của Bộ Công an và các lực lượng chức năng địa phương đang khép chặt vòng vây tại khu vực xã Eanin thuộc huyện Chư Quynh. Tại huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắk, các xã được chỉ đạo trực 100% quân số, đồng viên người dân không ra khỏi nhà. Khi phát hiện người lạ mặt thì báo ngay cho chính quyền địa phương. Đối với những người hy sinh, tử vong, bị thương, tỉnh Đắk Lắk và huyện Chư Quyên đã tổ chức các đoàn thăm viếng, động viên kịp thời và hỗ trợ theo quy định. Chính quyền đã thông báo động viên người dân không nên hoang mang mà làm theo hướng dẫn của cơ quan chức năng để đảm bảo an toàn. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, là người phát ngôn Bộ Công an, tính đến 17 giờ 30 phút ngày 11 tháng 6 năm 2023, các lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt 16 nghi phạm có liên quan đến vụ việc xảy ra tại huyện Chư Quyên vào sáng sớm cùng ngày. Lực lượng chức năng cũng đã giải thoát hai công dân bị bắt làm con tin, một công dân khác đã tự giải thoát. Trước đó, Trung tướng Tô Ân Sô cho hay, Bộ Công an nhận được báo cáo của Công an tỉnh Đắk Lắc về việc sáng sớm 11 tháng 6, một nhóm người chưa xác định danh tính dùng súng tấn công vào trụ sở Công an xã Ea Tiêu và Ea Cờ Tu tại huyện Chư Quyên, tỉnh Đắk Lắc. Vụ tấn công khiến một số cán bộ Công an, cán bộ xã và người dân tử vong và bị thương. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục quyết liệt truy bắt những nghi phạm còn lại. Những tin tức liên quan sẽ được báo Thanh niên liên tục cập nhật tại thanhnien.vn và kênh YouTube báo Thanh niên. Kính mời quý vị đón theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông kênh YouTube báo Thanh niên để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất.